xem như là một triết lý để sống. Bởi chị đã nói rằng vun nước màu lên đăng giống như chị tự pha màu cho cuộc sống của chính mình. Anh em văn nghệ sĩ xa gần, quý vị đã đến và làm cho buổi lễ thêm phần trang trọng. Xin chúc cuộc triển lãm tranh màu nước của họa sĩ Trần Thụ thành công tốt đẹp. Lần này là tổ chức lần đầu tiên trong đời của tranh của tôi mà cũng là giai điệu hồn nước của tôi được ra mắt công chúng anh em, là một niềm vinh hạnh rất lớn của Trần Thụ này. Cho nên kia ấp ủ bao nhiêu năm về ngành vẽ, bao nhiêu năm về cái bút pháp, về cái bút pháp của màu nước của tôi. Cho nên những bức tranh mà mang tới thiên nhiên nó hòa quyện vô với lại là những bông hoa là của Trần Thụ vẽ hôm nay, đó là ấp ủ một cái niềm mơ ước lớn của người phụ nữ Việt Nam, mà trong đó là một cái giai thoại huyền thoại nhất là những người phụ nữ dám phụ nữ Việt Nam mình đã ẩn trong tranh của Thuận qua kết hợp với hoa sen. Xin trân trọng cảm ơn nữ họa sĩ Trần Thuận. Là cá nhân một người bạn văn nghệ, một người yêu hội họa, về tranh của chị thì tôi thú thật là không có thẩm quyền để mà bình phẩm. Con người ta có những cái hạn chế, tôi thì nói chuyện về thơ thì tôi còn có được nói được đôi điều, những cái lĩnh vực khác thì mình tự xác định là cái người ngoại đạo. Mặc dù vậy, xem tranh của chị tôi thấy là nó phản phất cái nét thủy mặc của Trung Hoa, rồi có một số những cái nét của hội họa hiện đại Âu Mỹ, nhưng nổi bật lên là cái dân tộc tính Việt Nam trong hội họa. Đặc biệt là tôi rất thích cái hình tượng hoa sen trong tranh của chị. Để cảm ơn chị đã có một cái triển lãm cá nhân và góp một cái nét xuân vào cho cái thành phố ngàn hoa của chúng tôi. Thế để góp mặt chung vui với nữ họa sĩ và các anh chị các bạn, thì tôi xin đọc một bài thơ về hoa rất là đặc trưng của cái xứ Tây Nguyên và Đà Lạt chúng tôi. Đó là cái loài hoa dã quỳ. Bài thơ có tên là Hoa Chờ Em. Trời buông heo may giá lạnh, đất vàng lên nắng dã quỳ. Hoa lả lướt cùng cao nguyên gió, mùa nỗi niềm mây trắng thiên di. Ai phơi gấm đồi cao lũ thấp, tha thần anh đi mãi chẳng hết chiều. Em có về khi hoa báo nắng, nở kỷ niệm vàng những lối yêu. Đợi chờ em cỏ hồng sương tím, chập trùng xa sóng núi cao nguyên. Lòng anh như dã quỳ đến hẹn, vàng rực mùa hoa chờ em. Xin cảm ơn tất cả các vị khán giả. Và trong này có một cái thế hệ mà chúng tôi rất là mong muốn, đó là những thế hệ trẻ sẽ tiếp nối cái con đường văn học nghệ thuật của Việt Nam nói chung và của thành phố Đà Lạt nói riêng. Một lời chào thật là nồng nhiệt nhất và ấm cúng nhất của hôm nay. Thì từ cái chữ về, tức là cái người mặc dù hành nghề xe ôm đã hiểu rằng cái từ viện Đại học Đà Lạt nó đã qua đi, và chỉ những người đã có một thời gian gắn bó với Đà Lạt mới hiểu cái từ là viện Đại học Đà Lạt. Thì đó là một cái câu chuyện mà luôn luôn để trong đầu của tôi, vì Đà Lạt cũng là một lần nữa tôi, đó là cái quê hương thứ hai của tôi. Là tôi hôm nay được kết hợp với chị nữ họa sĩ Trần Thuận để lên đây, tại vì chúng tôi cũng xin giới thiệu cái cuốn sách. Trong này có một cái bài đặc biệt viết về nữ họa sĩ Trần Thuận rất là đẹp, thì chút xíu nữa thì chắc quý anh chị ở đây sẽ được tặng để làm kỷ niệm trong cái buổi hôm nay. Lác đác ở trong đó, đặc biệt là những trang tranh của chị Thuận, vì cách đây có hai hôm thôi cuốn sách nó mới được xuất bản. Thì đó là cái sự kết hợp giữa bên họa và bên văn của chúng tôi, thì cũng là món quà cuối năm. Thì vì vậy cái chủ đề hôm nay chúng tôi cũng ghi rất là đơn sơ, nhưng điều nó mang đậm tính chất là mùa đông đến rồi đó, là cái chủ đề cuốn sách này. Thì ở đây là tất cả chúng ta đều trong cái ngành
văn hóa, văn nghệ, nghệ thuật thì chúng tôi cũng xin nói rất ít để là một ngôn từ rất là lắng động để chúng ta suy nghĩ sau. Một lần nữa thì tôi xin cảm ơn tất cả các anh chị em đã đến đây tham gia cái buổi khai mạc và dự Đường Phương làm những cái bức tranh của nữ họa sĩ Đặng Thuận, và tôi cũng có một cái món quà gửi cho chị Thuận. Trong cuốn sách ra thì cũng có một bức tranh này, thì những người sẽ có bức tranh nhỏ ở trong cuốn sách cũng là kỷ niệm đối với chị Thuận. Xin cảm ơn. Cảm ơn anh Toản nhiều.